một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hà. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa sạch đèn cũng mãi trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, Bến Hà đưa đò, gái đẹp đưa đò. Ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng Bến Hà. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trống qua. Nhiều trai làng ba hoa ý như là đoán nàng dùng phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp lắm mắt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái nhiều. Anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, nhưng nàng nào đáp tình. Vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện cho người thời chiến chinh. Đoàn anh hùng sáng sông, trái tim nàng trao về một bóng hình. Một người lính chiến đánh giặc quên mình, lính Trần chân thành, lính Trần trung tình. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp mã hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, đời gian truân và lắm đau buồn. Thề quay về thì cưới nàng, và mấy lần xuân sang trên bến đò quân hành người hát vang. Tìm trong đoàn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến trận, mà nào đâu thấy bóng người tôn thờ. Trần không về, Bến Hà mong chờ. Rồi có người qua sông báo tin chàng không bao giờ còn quay về. Người anh hùng hy sinh nhưng ước thề đò còn khắc ghi. Người anh hùng xa đi không quay về đau lòng người Bến Hà, và từ tin đó khách đò trông chờ Bến Hà bơ phơ vắng nàng đưa đò. Rồi
rồi tới ngày đau thương, khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn. Hà tên nàng bia ghi bên nắm mộ hoang tàn người tiết trinh. Vì chung tình cho nên cố lên đường đi tìm người yêu mình. Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng giết người chung tình bên hàng u buồn.